Mọi người ơi, mọi người vào chơi game với em đi ạ. Mọi người có ai xem game của em chưa nhỉ? Mọi người vào chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em lên một lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các hội nhóm nhé mọi người nhé. Đẩy lượt tương tác lên để em sẽ bắt đầu chơi game nhé mọi người nhé. Mọi người đẩy lượt tương tác lên cho em đi ạ. Nào mọi người mới vào xem, mọi người đẩy lượt tương tác lên cho em đi nào để em chơi game nhé mọi người nhé. Ai đang xem mọi người cho em xin một chấm đi ạ. Để em biết là mọi người đang xem nhé mọi người nhé. Ai đang chơi game mọi người cho em xin một chấm đi nào. Để mình chơi game nhé mọi người nhé. Đây ạ, phần thưởng đây ạ. Phần thưởng đây nhé mọi người nhé. Phần thưởng cho game ngày hôm nay đó là một BB stick trị giá 315.000 và một hộp son râu trị giá 265.000 nhé mọi người nhé. Phần thưởng cho ai may mắn trúng game ngày hôm nay đó là một BB stick và một hộp son râu trị giá 580.000 nhé mọi người nhé. Tổng giá trị của hai sản phẩm này là 580.000 ạ. Xin chào Hoàng Thanh Huệ nhá. Mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhé mọi người nhé. Xin chào Tuấn Anh nhá. Mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em ạ. Mọi người đẩy lượt tương tác lên để em bắt đầu chơi game nhé. Giải thưởng của game hôm nay cho ai may mắn đó là một hộp BB stick trị giá 315.000 và một hộp son râu trị giá 265.000 nhé mọi người nhé. Tổng giải thưởng hôm nay là 580.000 ạ. Đây ạ. Giải thưởng hôm nay là một combo BB stick và son nhá. Chào Ngân Hiểu nhé. Vâng, chào anh Tuấn Anh nhá. Mọi người đã nghe rõ chưa ạ? Mọi người đã nghe rõ thể lệ cuộc chơi chưa ạ? Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Em muốn chia sẻ bao nhiêu cái? À, chia sẻ càng nhiều càng tốt nha anh Tuấn Anh nhá. Chia sẻ càng nhiều càng tốt ạ. Đẩy lượt view lên để em bắt đầu chơi game nhá mọi người nhá. Mọi người đẩy lượt view lên cho em để em bắt đầu chơi game ạ. Đây ạ, phần thưởng là một hộp BB stick cộng son râu trị giá, tổng giải thưởng của hai phần thưởng này là 580.000 nhé mọi người nhé. BB stick 315.000 và son râu là 265.000 ạ. Tổng giải thưởng của nó là 580.000 nhé mọi người nhé. Là mọi người mới vào xem, mọi người chưa chia sẻ cho em thì mọi người nhanh tay ấn cho em một nút chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhé. Mọi người ấn cho em một nút chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Xin chào chị Hảo Đông này, xin chào chị Khánh Thơ nhá. Nào mọi người chia sẻ đi để em bắt đầu chơi game ạ. Mọi người đã chia sẻ cho em rồi thì để em bắt đầu chơi game nhé mọi người nhá. Câu hỏi của em là nước gì không uống được nhá mọi người nhá. Mọi người ạ, câu hỏi của em là nước gì không uống được ạ? Nước gì không uống được ạ? Câu hỏi của em là nước gì không uống được nhé mọi người nhé. Phần thưởng là một combo BB stick cộng son râu trị giá 580.000 nhé mọi người nhé. Phần thưởng là combo BB stick cộng son râu trị giá 580.000 ạ. Đây ạ. Câu hỏi của em là nước gì không uống được ạ? Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Xin chào chị Trang này, xin chào chị Bích Chi nhá. Mọi người chưa chia sẻ cho em thì mọi người nhanh tay ấn cho em một nút chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé mọi người nhé. Xin chào chị Diễm Trần nhé.
nước cống chưa đúng nha mọi người nha, nước bọt chưa đúng ạ. Anh cho em hẳn 12 cái gì ngân. Ok, cảm ơn anh Tuấn Anh nha, chia sẻ xem càng nhiều càng tốt nha mọi người nha. À, nước thải chưa đúng nhá chị Khánh Thơ nhá, nước đọc chưa đúng ạ. Nào mọi người mới vào xem, mọi người đã nghe rõ luật chơi chưa ạ? Đó là bước 1 mọi người chia sẻ cho em 10 lần lên trang, em xin lỗi. Bước 1 mọi người chia sẻ cho em 1 lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Bước 2 mọi người chỉ cần nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé mọi người nhá. Và mọi người trả lời câu hỏi là câu hỏi của em là nước gì không uống được ạ? Nước đọc chưa đúng nhá, nước hoa chưa đúng ạ. Gồm mấy chữ chị? À chị Hảo Đông ơi, phần thưởng hôm nay chị giá rất lớn nha, nên là mọi người phải đẩy tương tác trên 50 người xem thì nếu ai chúng em mới trao giải nha mọi người nha. Mọi người đẩy lượt tương tác lên 40 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người nha, và trên 50 người xem thì em mới, ai trả lời đúng em mới trao giải nha mọi người nha. Tại vì phần thưởng hôm nay nó cũng trên 500.000 gần 600.000 nha mọi người nha, nên mọi người đẩy lượt tương tác lên cho em đi ạ. Nước mũi chưa đúng, nước than chưa đúng, nước anh chưa đúng nha chị Khánh Thơ nha. Nào mọi người nhanh tay đẩy lượt tương tác lên cho em đi nào. Mọi người nhớ là mọi người phải làm đủ thể lệ cuộc chơi nhá mọi người nhá. Mọi người mà chưa làm đủ thể lệ cuộc chơi mà mọi người trả lời đúng em cũng không trao giải cho mọi người đâu nhá mọi người nhá. Nước Mỹ chưa đúng nhá chị Trăng Say nhá. Xin chào chị Hương Ruby này, xin chào Lê Đức Anh nào. Nào mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em ạ. Câu hỏi của em là nước gì không uống được ạ? Ai trả lời đúng nhất, nhanh nhất và làm đủ các và làm đủ điều kiện các cuộc chơi thì sẽ được giải nhá mọi người nhá. Nước thần chưa đúng nhá chị Hương Ruby nhá. Xin chào chị Nguyễn Hương này. À, Quỳnh Như, em thấy chị Quỳnh Như nhá, chị Quỳnh Như nhá. Nước bẩn chưa đúng, nước ngoài chưa đúng ạ. Mọi người đẩy lượt tương tác lên ạ. 40 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Nước cắt chưa đúng ạ, nước mắt chưa đúng ạ, nước rãnh chưa đúng, nước độc chưa đúng nha mọi người nhá. Là mọi người ai mới vào xem, mọi người chưa chia sẻ cho em thì mọi người nhanh tay chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nha mọi người nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em ạ. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Mọi người nghe rõ chưa ạ? Nước bùn nhá, nước bùn chưa đúng nhá mọi người nhá. Xin chào chị Diệp Xuyên này. Nào mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá mọi người nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá mọi người nhá. Là mọi người chia sẻ đẩy lượt tương tác đi ạ. Nước đang sôi chưa đúng nhá mọi người nhá. À, bao giờ được đến mốc 50 người xem nhá mọi người nhá. Bao giờ đạt đến mốc 50 người xem mà có người trả lời đúng thì em sẽ trao giải nha mọi người nha. Tại vì hôm nay cái giải này nó cũng gần 600.000 nên là mọi người phải đẩy lượt tương tác lên trên 50 người xem giúp em nha mọi người nha. Nước cống chưa đúng ạ, nước rửa chưa đúng, nước showroom chưa đúng, nước nhà chưa đúng nha mọi người nha. Nước rửa chén chưa đúng nha mọi người nha. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Phần thưởng là một BB stick trị giá 315.000 và một hộp son râu trị giá 265.000 nha mọi người nhá. Tổng giải thưởng của nó lên tới 580.000 lên mọi người đẩy lượt view lên trên 50 người xem giúp em nhá. Ai trả lời đúng thì em sẽ trao giải nha mọi người nhá. Nước hoa chưa đúng, nước axit chưa đúng, nước Mỹ chưa đúng nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay giúp em ạ. BB stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nha mọi người nha. Nó có hai tông ạ. Tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm nha mọi người nha. Tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm ạ. Nước tẩy trang chưa đúng nha mọi người nhá. Câu hỏi của em là nước gì không uống được à? Mọi người nhanh tay và chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nha mọi người nhá. Ai trả lời đúng nhất, nhanh nhất và làm đủ các bước em đã nói trên thì mọi người sẽ được nhận phần thưởng là một BB stick cộng son râu trị giá 580.000 ạ. Xin chào Hương Ly này, xin chào Trần Đài này, xin chào 41 người đang xem nhé mọi người nhá. Nước giặt chưa đúng, nước mắt chưa đúng ạ. Nước nào chưa đúng nhé mọi người nhá, nước mắt chưa đúng ạ. Nước gì không uống được ạ? Nào mọi người nhanh tay lên ạ. Nước xã chưa đúng này, nước vèo chưa đúng nhá. Xin chào Năm Quỳnh Meo Meo nhá. Nước ngoài chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước gì không uống được ạ?
Nước gì không uống được ạ? Nào mọi người chia sẻ giúp em đây nào. Lên 50 người xem em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Lên 50 người xem em sẽ gợi ý ạ. Nước cờ vua không đúng ạ. Nước áo chưa đúng ạ. Mọi người lên 50 người xem em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Nước mặn chưa đúng, nước cờ chưa đúng nhá mọi người nhá. Lên 50 người xem đi, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Xin chào anh Năm nhá. Nước cờ chưa đúng ạ. Nước bước chưa đúng, nước hoa chưa đúng nhá mọi người nhá. Là mọi người đẩy lượt view lên cho em nhá, lên trên 50 người xem nhá, ai trả lời đúng thì mới được phần quà này nhá mọi người nhá. Nước dông chưa đúng, nước lũ chưa đúng, nước non chưa đúng ạ. Xin chào chị Yến Linh nhá. Nước bẩn chưa đúng nào, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá mọi người nhá. Nước hơi chưa đúng, nước bẩn chưa đúng, nước cờ chưa đúng ạ. Đây ạ, phần thưởng đây ạ, phần thưởng là một BB stick cộng son râu trị giá 580.000 nhá mọi người nhá. Nước lạnh chưa đúng này. Nước hoa chưa đúng, nước axit chưa đúng, nước cờ chưa đúng nhá mọi người nhá. Xin chào chị Vũ Thị Liễu ạ. Là mọi người chia sẻ cho em đi nào, chia sẻ đẩy lượt view lên để em gợi ý cho mọi người nhá. Nước cờ chưa đúng, nước dơ chưa đúng. À em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. À được trên 50 người xem rồi em sẽ gợi ý nhá. Gợi ý đó nó bắt đầu bằng từ nước nhá mọi người nhá, và nó gồm 4 từ ạ. Bắt đầu bằng từ nước và gồm 4 từ nhá mọi người nhá. Đây ạ, nước gì không uống được ạ? Nước xả chưa đúng, nước rửa bát chưa đúng, nước thải chưa đúng, nước ngành chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước gì không uống được, nước xà bông chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước lai sàn chưa đúng ạ. Nước bồn cầu chưa đúng nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi nào. Ai mới vào xem mọi người chưa chia sẻ cho em thì mọi người nhanh tay chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá mọi người nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em ạ. Phần thưởng cho ai trả lời nhanh nhất, đúng nhất và làm đủ các bước nhất là một combo son cộng BB stick trị giá 580.000 nhá mọi người nhá. Là mọi người chưa chia sẻ thì tiếc hùi hụt đấy ạ. Mọi người chưa chia sẻ mà trả lời đúng thì cũng không được quà đâu nhá mọi người nhá. Nước muối chưa đúng nhá. À nước tẩy rửa chưa đúng, nước oxy già chưa đúng ạ. Nước kính chưa đúng, nước đáy chưa đúng. Nước thải công nghiệp chưa đúng ạ, nước tẩy bồn cầu chưa đúng ạ. Nước công hòa xét. Nước cộng hòa xét chưa đúng nhá chị Diễm Trần nhá. Nước hoa chưa đúng ạ, nước thải nhà máy. Nước thải nhà máy chưa đúng nhá mọi người nhá. Mọi người ơi tụt lượt view, mọi người đẩy lượt view lên cho em đi ạ. Đẩy lượt view lên ạ. 90 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý tiếp cho mọi người nhá. Nước sông, nước suối chưa đúng ạ. Nước móc chưa đúng, nước thóc chưa đúng, nước chưa qua xử lý chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay đẩy lượt view lên ạ. Đẩy lượt view lên ạ. Lên 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 ạ. 90 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý cho mọi người nhá. Đây ạ, phần thưởng là một combo trị giá 580.000 nhá mọi người nhá. À, đó là BB stick cộng son nha mọi người nhé. BB stick giá niêm yết là 315.000 và son giá niêm yết là 265.000 ạ. Nước chưa đun sôi chưa đúng ạ. Nước đông y tàu chưa đúng nhé chị Diễm Trần nhé. Nước mê chưa đúng, nước trời chưa đúng, nước đá chưa đúng. Nước chưa đun sôi chưa đúng ạ. Nước mắm Phú Quốc chưa đúng nha mọi người nhé. Nước cắt chưa đúng, nước ngoài chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đây nào. Nước lã chưa đúng, ai chưa, ai mới vào xem mà chưa chia sẻ, mọi người nhớ chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhé mọi người nhé. Mọi người trả lời đúng và đã chia sẻ làm đủ yêu cầu và trả lời nhanh nhất, ai trả lời nhanh nhất đúng nhất thì sẽ được combo này nhé mọi người nhé, trị giá 580.000 ạ. Nước hoa chưa đúng này, nước sông chưa đúng này, nước nước trên bản đồ chưa đúng ạ. Ấm đun sôi chưa đúng này. Nước xả quần áo chưa đúng ạ. Em chưa nhìn thấy đáp án đúng của ai nhá mọi người nhá. Xin chào Trần Mai này. Nước bị bẩn chưa đúng nhá chị Bích Chi nhá. Nước rửa bát đĩa chưa đúng ạ. Nước ăn chưa đúng này. Nước trên bản đồ nào. Nước gì không uống được nào mọi người. Nước gì không uống được ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Tụt lượt view rồi ạ.
Mọi người chia sẻ đẩy lượt view tăng lên là 100 người xem thì em sẽ tiếp tục gợi ý tiếp cho mọi người nhá. Em gợi ý là gồm 4 từ và bắt đầu bằng từ nước nhá mọi người nhá. Em gợi ý là gồm 4 từ và bắt đầu bằng từ nước ạ. Luật chơi là gì vậy chị? À mọi người ơi, ai mới vào xem mọi người chưa biết luật chơi thì em xin nói lại nhá. Bước 1 mọi người vào chia sẻ cho em 1 lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 lần các hội nhóm ạ. Bước 2 mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá mọi người nhá. Ai trả lời đúng nhất, nhanh nhất và làm đủ các bước nhất thì sẽ được phần thưởng là một combo BB stick cộng son trị giá 580.000 ạ. Câu hỏi là nước gì không uống được ạ? Nước miếng chưa đúng ạ. Nước miếng chưa đúng nhá, nước bị ô nhiễm chưa đúng nhá. Nước nhà chưa đúng ạ. Nước nhà vệ sinh chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước thải chưa đúng nhá. Gợi ý đi ạ. À em gợi ý là gồm 4 từ và bắt đầu bằng từ nước nhá mọi người nhá. Nước cắt chưa đúng, nước cờ chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi ạ. Nước thuốc nhỏ mắt chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước lỏng chưa đúng này, nước rửa chén chưa đúng ạ. Nước trên bản đồ chưa đúng nhá chị Quỳnh Như nhá. Nước thuốc trừ sâu chưa đúng ạ. Chưa đúng với đáp án của em nhá mọi người nhá. Chưa đúng với đáp án của em ạ. Nước mạng chưa đúng này, nước mạnh chưa đúng này. Nước cầu chưa đúng ạ. Nước thuốc trừ cỏ chưa đúng nhá mọi người nhá. Nào mọi người chia sẻ cho em lên nào, chia sẻ đẩy lượt view lên đi ạ. Nước mất vệ sinh chưa đúng này, nước thuốc trừ sâu chưa đúng ạ. Nước gì không uống được nhà mọi người nhỉ? Nước ô nhiễm độc chưa đúng nhá mọi người nhá. Tụt lượt view rồi ạ, mọi người đẩy lượt view lên này, em tiếp tục gợi ý cho mọi người ạ. Đây ạ, phần thưởng là một combo BB stick cộng son trị giá 580.000 nhá mọi người nhá. Câu hỏi là nước gì không uống được ạ? Nước thải nhà máy chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước hóa chất chưa đúng này chị Nhài Nguyễn này. Nước suối vẩn đục chưa đúng này. Nước nhà vệ sinh chưa đúng ạ. Nước ngoài chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước sôi chưa đúng ạ. Nước ngoài chưa đúng nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay vào chia sẻ cho em đi ạ. Nước thiêu chưa đúng này, nước bồ kết chưa đúng này. Nước nhiễm hóa chất chưa đúng ạ. Nước Campuchia chưa đúng này, nước thải sinh hoạt chưa đúng nhá mọi người nhá. Nước gì không uống được ạ? Đây ạ. Giải thưởng cho ai trả lời đúng nhất, nhanh nhất và làm đủ các bước là một combo BB stick cộng son đâu trị giá 580.000 nhá mọi người nhá. Nước thủy ngân chưa đúng này, nước mắt cá sấu chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay comment đi nào. Nước mắt cá sấu không đúng nhá mọi người nhá. Nước mưa không đúng ạ. Nước biển chưa đúng nhá. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Gợi ý. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ. Ôi giời, sao lại pin yếu giờ này nhờ. Chết rồi, sao lại pin yếu giờ này là sao đây. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Điện thoại em nó báo pin yếu mất rồi. Nước oxy già chưa đúng nhá, nước mắt đàn bà chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào, điện thoại em nó báo pin yếu rồi, làm sao bây giờ. Để em sẽ sạc pin nhá. Không biết có vừa sạc pin vừa được ấy được không. Nước cờ chưa đúng nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay lên ạ. Nước gì không uống được nhờ mọi người nhở. Nước gì không uống được ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Ai chưa chia sẻ mọi người chia sẻ giúp em đi ạ.
Nước gì không uống được ạ? Mọi người em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một chị và em đã ghi tên chị trả lời đúng vào rồi nhá mọi người nhá. Em đã ghi tên có chị trả lời đáp án đúng rồi ạ. Em đã ghi tên có một chị trả lời đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Nhưng đến cuối cái livestream này em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Em đã ghi tên một chị trả lời đáp án đúng rồi nhưng đến cuối cái live này em mới thông báo kết quả. Nên là mọi người đã vào chơi game, mọi người cố gắng ở đến cuối live nhá mọi người nhá. Mọi người đã vào chơi game, mọi người cố gắng ở đến cuối live để em thông báo kết quả là ai trúng game nhá mọi người nhá. Nếu như em thông báo kết quả game mà mọi người không còn xem ở game này thì em sẽ không trao quà cho mọi người đâu nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy có một chị trả lời đúng rồi ạ. Em đã ghi tên chị đấy vào rồi nhá mọi người nhá. Em đã ghi tên chị trả lời đúng rồi ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Mọi người ngưng comment lại ạ. Sau đây em xin chuyển sang phần bán hàng nhá mọi người nhá. Đến cuối cái live này em mới thông báo nhá mọi người nhá. Nên là mọi người ai đã vào comment chơi game thì mọi người cố gắng ở đến cuối livestream nhá. Nếu như đến cuối livestream em đọc tên người đấy mà không còn ở live thì em sẽ không thông báo nữa đâu nhá mọi người nhá. Nếu như đến cuối livestream mà em đọc tên người trả lời đúng mà không còn xem ở live là em sẽ không trao cho người đấy đâu ạ. Em đã nhìn thấy người trả lời đáp án đúng rồi và em đã ghi tên chị đấy ra một tờ giấy rồi nhá mọi người nhá. Đến cuối livestream em sẽ thông báo kết quả. Sau đây em xin chuyển sang phần bán hàng nhá mọi người nhá. Đây là một cây kem nền BB Stick này. Đây là một cây kem nền BB Stick, giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Sau đây em xin test thử cho mọi người xem cái độ kem nền che khuyết điểm của nó. Độ che khuyết điểm thần thánh của cây kem nền này như thế nào nhá mọi người nhá. Xin chào Nguyễn Mai nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Nó có hai tông màu ạ. Tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm này. Tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nhé mọi người nhé. Ưu điểm của cây kem nền BB Stick này, nó có thiết kế hai đầu rất là tiện dụng luôn ạ. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện dụng nhé mọi người nhé. Một đầu là kem nền và một đầu là cái chổi cọ này. Cái chổi cọ của nó này thiết kế bởi những cái sợi nhỏ, rất là nhỏ nhé mọi người nhé. Vì vậy khi mọi người tán kem nền trên mặt này thì nó sẽ không hề bị thô ra nhé mọi người nhé. Nó sẽ không hề bị thô ra, không hề bị ráp ra đâu ạ. Đây ạ. Cái cọ này đi đến đâu nó tán đều kem ra đến đấy luôn ạ. Cọ đi đến đâu nó tán đều kem ra đến đấy luôn này. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Mọi người nhìn thấy hai phần trán của em nó đã khác nhau hoàn toàn chưa ạ? Mọi người khi mọi người tán kem thì mọi người tán theo hướng vòng tròn giúp em nhé mọi người nha. Mọi người chớ lên tán theo hướng từ trên xuống. Nếu như mọi người tán theo hướng từ trên xuống này trong một thời gian lâu thì mặt của mọi người sẽ bị chảy xệ xuống nha mọi người nhá. Nên là mọi người lưu ý khi mọi người tán kem thì mọi người tán theo hướng vòng tròn ạ. Bao nhiêu tiền vậy bạn? Chị Nhài Nguyễn và chị Nguyễn Thị Hương ơi, cây BB Stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên livestream, mọi người sẽ được free ship và sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 nữa nhá mọi người nhá. Đây ạ, khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live, mọi người sẽ được free ship và được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang 100.000 nhá mọi người nhá. Bao nhiêu một cây vậy? Bích Chi ơi, giá niêm yết của cây BB Stick này trên thị trường là 315.000 ạ. Da mình bị mụn có dùng được không? Chị Tâm Nhi ơi, với những da ai mà bị mụn li ti nhá mọi người, chỉ bị mụn li ti thôi thì nó che khuyết điểm rất là cao nhá mọi người nhá. Còn nếu như ai mà bị mụn bọc này, mụn to quá thì nó chỉ che được phần nào thôi nhá mọi người nhá, chứ nó không che phủ hoàn toàn được đâu ạ. Chỉ những ai bị mụn nhỏ thì nó sẽ che được nhá mọi người nhá. Đây là mọi người nhìn thấy hai bên mặt em nó đã khác hoàn toàn chưa ạ? Khi em làm video thì mọi người có thể nói em là che là khi em làm video thì mọi người có thể nói em là chỉnh sửa được. Nhưng khi em live trực tiếp như thế này thì làm sao em chỉnh sửa được đúng không ạ? Khi em live phát trực tiếp cho mọi người thì em không thể chỉnh sửa được nha mọi người nha. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Ok chị Nguyễn Thị Hương nhá, em cho chị Nguyễn đặt trong sau khi kết thúc cái live này em sẽ gọi thông báo em sẽ gọi điện là chốt hàng cho mọi người nhá mọi người nhá. Mọi người đặt hàng mọi người cho em xin tông, mọi người chọn tông và mọi người cho em xin số điện thoại nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Có mấy tông màu vậy chị? Có hai tông màu nhá chị Trần Mai nhá.
tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm ạ. Và tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nha mọi người nhá. Da xỉn màu thì dùng tông gì? À, da xỉn màu thì dùng tông 22 nhá, chị Trần Nhi, chị Tâm Nhi nhá. Em mọi người nhìn thấy hai bên mặt nó khác nhau chưa ạ? Sau đây em xin test thử lốt một bên nữa cho mọi người xem nhá mọi người nhá. Xin chào chị Vũ Nga nhá, nhà Nguyễn Thị Bim Bim. Ok nhá, em chốt cho chị nhài em chốt cho chị nhài một cây BB nhá. Sau khi kết thúc cái live này em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người nhá mọi người nhá. Nên mọi người đặt hàng mọi người chỉ cần chọn tông màu và cho em số điện thoại thôi ạ. Che mụn được không chị? À chị Nguyễn Mai ơi, những ai bị mụn li ti nhá, mọi người bị mụn li ti thì nó sẽ che phủ hoàn toàn được nhá. Còn những ai bị mụn bọc, mụn to quá thì nó chỉ che phủ được phần nào thôi nhá mọi người nhá. Đây ạ, mọi người đã nhìn thấy chưa ạ? Chị Nga ơi, em đang chuyển sang phần bán hàng rồi nhá mọi người nhá. Son râu bao nhiêu? À bạn Hoa Baby ơi, son râu giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 ạ. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live mọi người sẽ được tặng thêm một son nữa nha mọi người nhá. Mọi người được free ship và được tặng thêm một son nữa nha mọi người nhá. 265.000 và được tặng thêm một son ạ. Có free ship không? À chị Nguyễn Mai ơi, khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live thì sản phẩm nào em cũng free ship cho mọi người nhá. Cho mình một tông 22. Ok chị Tâm Nhi nhá. Em đang đánh cây gì thế? À chị Vũ Nga ơi, em đang đánh BB stick nhá chị Vũ Nga nhá. BB stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Đây ạ, à, em đã dùng qua một lớp BB stick và đã che phủ hoàn toàn những cái khuyết điểm trên mặt em rồi nhá mọi người nhá. Đặc điểm của nó BB stick nó có độ chống nắng rất là cao nhá, SPF 43 BA++ nha mọi người nhá. Độ kháng nước của nó cũng rất là cao ạ. Sau đây em sẽ test thử luôn nước cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử nước lên mặt cho mọi người xem ạ. Em đặt hàng có được free ship không? Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live, tất cả các sản phẩm thì sẽ được đều được free ship nhá mọi người nhá. Đây ạ, mọi người thấy độ kháng nước của nó chưa ạ? Giá bao nhiêu thế? À BB stick giá niêm yết trên thị trường là 315.000 nhá chị nhá. Khi chị đặt hàng trực tiếp trên live thì sẽ được free ship và được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 nhá. Mình inbox địa chỉ cho bạn rồi nhé. À ok chị Tâm Nhi nhá, da chị khô có dùng được không? À chị Vũ Nga ơi, da khô dùng BB stick này nó cung cấp độ ẩm nhá, và nó còn làm mà giúp nó còn làm giúp mà mịn da nữa nhá mọi người nhá, chị Vũ Nga nhá. Tông 22 nha chị. Ok, ok chị à. Ok chị Trần Mai nhá, chị có bán son không? À chị Bích Chi ơi, em có nhá. Đây ạ. À, son râu chị giá 265.000 nha mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 ạ. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live sẽ được free ship và được tặng thêm một thỏi son, vẫn là son râu nha mọi người nhá. Nào lên mọi người, nhanh tay đặt hàng cho em đi ạ. Gặp nước không trôi à em? À chị Vũ Nga ơi, đây ạ, em đang test thử nước cho mọi người đây nhá. Gặp nước không hề trôi đâu ạ. Em đã dùng một lớp BB stick rồi và bây giờ em đang test thử nước cho mọi người xem nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? À, nước, chỉ thấy nước nó trôi xuống chiếc kem này. Kem không hề bị lem kem trên mặt nhá mọi người nhá. Có màu đỏ cam không chị? Có nhá chị Bích Chi nhá, có màu đỏ cam nhá. Chị đặt hàng cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Da chị hơi ngăm dùng tông nào? À da hơi ngăm thì dùng tông 22 nhá chị Vũ Nga nhá. Đây mọi người đã nhìn thấy cái độ chống nước của nó cao chưa ạ? Em vỗ rất nhiều nước trên mặt rồi mà nó không hề bị lem kem này, không hề bị lem kem, không hề bị trôi kem nhá mọi người nhá. Em đang xài BB stick nhà chị, hàng chuẩn che khuyết điểm cực tốt. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Yến Linh này. Đây ạ. Em sẽ đây, sau đây em sẽ lau cái lớp nước để đi cho mọi người xem mọi người có thấy kem nó còn kem nó có bị trôi kem không nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy da chưa ạ? Da rất là mướt nha mọi người nhá. Em lấy thêm một cây đỏ cam. Ok Bích Chi nhá, kết thúc cái live này mình sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người nhá mọi người nhá. Em xin test thử lại một lần nữa cho mọi người nhá mọi người nhá. Em xin test thử lại một lần nữa cho mọi người, cho những ai chưa thấy. Xin chào chị Thương Hoài nha mọi người nhá. Cho những ai chưa được chứng kiến cái độ che phủ thần thánh của BB stick nha mọi người nhá. Mọi người nhanh tay vào đặt hàng đi ạ. Chị một tông 22 nhé. Ok chị Vũ Nga cho em xin số điện thoại để em chốt hàng nhá chị nhá.
Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi này. Khi mọi người mua sản phẩm ở ngoài thì mọi người còn phải mua thêm cả một cây cọ trang điểm nhé mọi người nhá. Kem nền BB Stick nó thay thế hoàn toàn như là kem phủ này, kem che khuyết điểm, kem nền này, chỉ cần một thỏi này nó đã thay thế ba sản phẩm trang điểm của mọi người nhá. Ngoài ra nó còn độ chống nắng rất là cao nhá mọi người nhá. Đây ạ, em xin test thử lại một lần nữa cho mọi người xem nhá. Em xin test thử lại một lần nữa cho những ai chưa được thấy độ che khuyết phủ, che phủ khuyết điểm của nó nhá mọi người nhá. Em lấy một thỏi hồng san hô. Ok chị Trần Mai nhá, mọi người đặt hàng thì cứ cho em xin số điện thoại đi ạ. Kết thúc cái like này em sẽ công bố kết quả ai trả lời đúng nhá mọi người nhá. Kết thúc cái like này em sẽ công bố kết quả ai trúng game nhá. Mọi người trúng game mà không còn xem ở like nữa là em sẽ không trao giải đâu nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Kem đi đến đâu nó tán đều đến đấy luôn này, nó che phủ hoàn toàn. Bữa trước em mua phải hàng giả chị ạ, không check được mã vạch. Mọi người mua hàng nhé, mọi người mua hàng thì mọi người lưu ý nhá. Đây ạ, bên trên sản phẩm của em nó có tem chống hàng giả, hàng nhái này. Nó có mã xác thực đấy nhá. Mọi người cào cái lớp bạc này ra và mọi người soạn tin theo hướng dẫn nhá. Thì bên công ty em sẽ gửi lại cho mọi người tin nhắn là mọi người đã mua đúng hàng thật hay mọi người mua phải hàng giả nhá mọi người nhá. Nếu như mọi người nhận hàng mà mọi người mua phải hàng giả, mọi người đập hàng trả lại em nhá mọi người nhá. Em bán hàng em còn bán dài, em còn bán lâu và ngày nào em cũng sẽ like cho mọi người, em sẽ giới thiệu sản phẩm cho mọi người nhá mọi người nhá. Nào lên mọi người ai muốn mua BB Stick, muốn mua son thì mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Combo BB Stick cộng son là 580.000 này. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line, mọi người sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang và một thỏi son nữa nhá mọi người nhá. Và sẽ được free ship nhá mọi người nhá. Tổng giải thưởng của hai giá trị của phần thưởng này là đã lên tới 365.000 rồi nhá mọi người nhá. Nên mọi người ai đặt hàng thì mọi người đặt combo thì mọi người comment là combo và cho em xin số điện thoại nhá. Ai đặt BB mọi người comment BB, ai đặt son đâu thì mọi người comment son đâu và cho em xin số điện thoại luôn ạ. Đây mọi người nhìn thấy chưa ạ? Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Hai bên mặt em đã khác hoàn toàn nhá. Em đã dùng bên này, em đã dùng hai lớp BB Stick rồi. Em đã dùng hai lớp BB Stick rồi mà nhìn da em vẫn rất là mướt và nhìn rất là tự nhiên nhá, nó không hề bị lem kem, không hề bị đóng cục đâu nhá. Xin chào cô Dương nhá. Son bao nhiêu vậy chị? À chị Phi Nhung ơi, son bên em giá niêm yết trên thị trường là 265.000 nhá. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên line sẽ được free ship và được tặng thêm một son nữa nhá mọi người nhá. Đặt hàng trên line sẽ được free ship và được tặng thêm một son nữa ạ. Mọi người mua son thì mọi người comment son và cho em biết màu cộng số điện thoại nhá mọi người nhá. Kết thúc cái like này em sẽ gọi điện và chốt hàng cho mọi người ạ. Mọi người đã nhìn thấy hai bên mặt nó khác nhau chưa? Bên này em đã dùng hai lớp BB Stick rồi. Mọi người nhìn thấy da em nó có bị đóng kem hay là nhìn như kiểu là mặt đã đánh nhiều lớp chưa ạ? Mọi người nhìn có thấy nó có tự nhiên hay là nhìn giống như là đóng cục không ạ? Đây ạ, da rất là mướt nhá mọi người nhá. Da rất là mướt nhá. Son có màu hồng không em? À chị Vũ Nga ơi, son em có màu hồng nhá. Chị lấy màu hồng nào thì chị comment cho em biết nhá, để em sẽ gửi hàng cho chị nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Giá niêm yết của cây BB Stick này trên thị trường là 315.000 nha mọi người nhá. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên line, mọi người sẽ được free ship và được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang nha mọi người nhá. Em sẽ test thử lốt một bên này nữa cho mọi người xem nhá. Ôi không bị lộ vân kem luôn. Đúng rồi nhá chị Bích Chi nhá, không bị lộ vân kem này, không hề bị lem kem này. Và với cái mùa hanh khô như thế này nhá mọi người nhá. Với cái mùa hanh khô như thế này khi mọi người dùng sản phẩm khác thì nó sẽ bị bờ kem trên mặt này, hoặc nó sẽ bị lổi những cái phấn kem trên mặt nhá. Đặc điểm của BB Stick là nó rất là mướt da luôn ạ. Kể cả trời hanh khô mọi người đánh BB Stick nó sẽ cung cấp độ ẩm cho da luôn nhá mọi người nhá. Mọi người đánh BB Stick nó sẽ không có cảm giác như là căng da hay là bị lem kem hay là bị lem nhem trên mặt đâu nhá. Da rất là mướt ạ. Em đã dùng hai lớp BB Stick rồi mà mọi người nhìn thấy da em nó có hề bị lộ kem trên mặt không ạ? Mọi người có thấy da nó có lộ kem trên mặt không ạ? Em đã dùng hai lớp BB Stick rồi nhá mọi người nhá. Em chưa xài kem nào thấy ok như BB Stick. À, rất nhiều khách
đã mua một lần BB giật tích và mọi người quay lại mua lần thứ hai, lần thứ ba nhá mọi người nhá, chứ không phải là mọi người mua một lần xong mọi người chạy mất, mọi người không dám mua lần nữa đâu nhá. Sản phẩm BB giật tích bên em khách mua một lần khách sẽ quay lại mua lần thứ hai, mua lần thứ hai rồi khách sẽ mua tiếp lần thứ ba, thứ tư nhá mọi người nhá. Nhìn da mịn nhỉ. À, cảm ơn chị Vũ Nga nhá. Đây ạ, da em đã dùng hai lớp BB giật tích rồi nhá mọi người nhá, mà nhìn nó rất là căng bóng này. Em sẽ test thử lại độ chống nước của nó cho mọi người xem nhá. Độ chống nước của nó đấy ạ. Bao nhiêu tiền vậy? À chị Trà Giang ơi, cây BB giật tích này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá. À, mọi người dùng được, như em livestream suốt ngày, em ngày nào em cũng dùng thì em dùng được tầm hơn 3 tháng, 4 tháng nhá mọi người nhá. Còn mọi người thỉnh thoảng mới dùng, mọi người thỉnh thoảng mới dùng thì mọi người dùng được tầm 1 năm nhá mọi người nhá. Mọi người đặt hàng thì mọi người cho em xin số điện thoại, kết thúc cái like này em sẽ gọi chốt hàng nhá mọi người nhá. BB Stick nó có hai tông màu cho mọi người lựa chọn ạ. Tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm ạ. Tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nhá mọi người nhá. Còn nếu mọi người thắc mắc gì nữa thì mọi người inbox cho em sau khi kết thúc like em sẽ tư vấn thêm cho mọi người nhá mọi người nhá. Mọi người đặt hàng mọi người cho em xin tông màu BB Stick và số điện thoại ạ. Kết thúc live em sẽ gọi điện chốt hàng ạ. Nào mọi người đặt hàng mọi người nhanh tay đây, mọi người đã nhìn thấy độ chống nước của nó chưa ạ? Em đã vỗ rất nhiều nước trên mặt nhá, vỗ rất nhiều nước trên mặt nhưng mà kem nó không hề bị trôi đi ạ. Kem nó không hề bị trôi đi nè. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nước nó chảy xuống chứ kem nó không hề bị lem, kem không hề bị trôi kem đi đâu nhá mọi người nhá. Trên mặt em đã đánh hai lớp BB Stick rồi, hai lớp BB Stick mà da nó không hề bị lộ. Da ngăm dùng tông nào bạn? À chị Trang Hà ơi, da ngăm thì dùng tông 22 nhá chị nhá, da ngăm dùng tông 22 ạ. Mọi người đặt hàng thì mọi người cho em xin số điện thoại nhá mọi người nhá. Cho em một thỏi nhé màu đỏ tươi và một cây BB Stick. Ok chị Phi Nhung nhá, chị cho em xin số điện thoại đi ạ. Hoặc là mọi người inbox trực tiếp cho em thì kết thúc live em sẽ gọi điện cho mọi người chốt hàng nhá. Đây ạ, em sẽ lau nước đi cho mọi người xem này. Mọi người có thấy kem nó trôi đi không ạ? Kem nó không hề bị trôi đi này, nó không hề bị bết dính trên tay luôn nhá. Nó không hề bị bết dính, nó không hề bị trôi đi nhá mọi người nhá. À, khi mọi người đặt hàng combo son cộng BB Stick nhá mọi người nhá. Cửi mình tông 22 nhé. Ok chị Phi Nhung này, ok chị Trang Hà này. Combo BB Stick và son đâu chị giá 580.000 ạ. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live mọi người sẽ được tặng một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 này và một thỏi son nữa trị giá 265.000 và được free ship nha mọi người nhá. Chỉ có mua ở trên live thì mọi người mới được nhiều ưu đãi thế thôi nhá mọi người nhá. Còn nếu như mọi người mua thông thường bình thường thì nó cũng có ưu đãi nhưng không được nhiều như ở mua trực tiếp trên live đâu ạ. Nào mọi người nhanh tay đặt hàng đi nào. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. À, ngoài ra em còn có sản phẩm đó là serum dưỡng da mặt HA nhé mọi người nhé. Với cái thời tiết hanh khô như bây giờ thì rất nhiều người bị căng da này, mọi người bị căng da nhé, mọi người hay bị bong cái vảy. Mọi người hay gặp trường hợp là bong cái vảy trắng trắng trên da nhé, mọi người bị bong da nhé. Thì em khuyên mọi người là lên dùng serum dưỡng da HA của công ty Mini Garden nhé mọi người nhé. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 330.000 nhé. Mọi người dùng được từ 4 đến 5 tháng ạ. Mọi người chỉ dùng tầm nửa tháng. Mọi người dùng được nửa tháng là mọi người đã thấy da bắt đầu cải thiện lên nhá. Và nó không hề bị căng da như là mọi người khi mọi người chưa dùng sản phẩm nữa nhá. Một lọ này là 20ml, mọi người dùng được từ 4 đến 5 tháng nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 330.000 ạ. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live thì vẫn được free ship nhá mọi người nhá. Bên ngoài hộp này nó vẫn có tem điện tử xác thực này. Mọi người cào cái lớp bạc này ra như là cào cái thẻ điện thoại đấy ạ. Và nó cũng có hướng dẫn ở trên tem nhá. Một khi mọi người gửi đến thì bên công ty em sẽ gửi lại tin nhắn cho mọi người là mọi người xác thực mọi người mua thật, mua phải hàng thật hay hàng giả nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay đặt hàng, mọi người nhanh tay đặt hàng trực tiếp trên live để được ưu đãi rất nhiều nhá mọi người nhá. Đây ạ. Son râu của công ty Mini Garden này có 9 màu cho mọi người lựa chọn nhé. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live mọi người còn được tặng thêm một son nữa và được free ship nhé mọi người nhé. Mua 1 tặng 1 và free ship ạ. Còn ưu đãi nào hơn ưu đãi thế nữa không ạ?
Mua BB Stick 315.000 được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 và được free ship nhé mọi người nhé. Mọi người đặt hàng mọi người chỉ cần comment son hoặc là BB Stick tông 21 hoặc tông 22 và kèm theo số điện thoại nhé mọi người nhé. Sau cái like này em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người ạ. Này em xin test thử lại một lần nữa cho mọi người nhé. Em xin test thử lại BB Stick một lần nữa cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Hàng này của nước nào vậy chị? À chị Thảo Lê Thị ơi, hàng này của công ty Việt Nam, à của công ty Mini Garden Việt Nam nhé chị nhé. Công ty Mini Garden Việt Nam ạ, đây ạ. Ở ngoài hộp này nó đã in đầy đủ thông tin này, địa chỉ công ty và nơi sản xuất đầy đủ nhé mọi người nhé. Mọi người mua hàng là bên sản phẩm bên công ty em, sản phẩm nào cũng sẽ có tem xác thực cho mọi người nhá. Đây ạ. Cái này là mã vạch này, còn đây là tem xác thực này. Mọi người cào cái lớp bạc này ra như cào mạ, cào thẻ điện thoại này nhá. Ở bên trong nó cũng sẽ hiện lên những cái số cho mọi người nhá mọi người nhá. Mọi người gửi theo hướng dẫn thông tin ở trên cái tem này, nếu như mọi người nhận phải hàng giả, mọi người sẵn sàng đập hàng lại trái em và bốc phốt em trên Facebook nhá. Tại vì ngày nào em cũng like em giới thiệu sản phẩm cho mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm về chất lượng hàng nhá. Mọi người mua phải hàng giả, mọi người đập hàng trả lại em nhá mọi người nhá. Em sẽ hoàn toàn nhận lại hàng và sẽ trả tiền ship cho mọi người luôn ạ. Mình inbox địa chỉ số điện thoại rồi nhé. Cảm ơn chị Trần Hà nhá. Mọi người đặt hàng thì mọi người cho em xin số điện thoại cộng tông màu BB Stick hoặc là màu son nhá mọi người nhá. BB Stick thì nó có hai tông màu ạ. Tông 21 dành cho những người da trắng da sáng da ít khuyết điểm này. Tông 22 dành cho những người da đen da sạm da nhiều khuyết điểm nhá mọi người nhá. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi luôn ạ. Thiết kế hai đầu rất là tiện lợi nhá. Một đầu là kem lèn này. Một đầu là kem lèn và một đầu là chổi cọ nhá. Em xin test lại một lần nữa cho mọi người xem nhé. Cho những ai vào sau mọi người chưa thấy độ che phủ của nó nhé mọi người nhé. Cho những ai vào sau chưa thấy độ che phủ của kem lèn BB Stick ạ. Khi mọi người tán thì mọi người tán theo hướng vòng tròn nhé mọi người nhé. Mọi người tán theo hướng vòng tròn. Mọi người chớ tán theo hướng từ trên xuống dưới nhé. Mọi người mà tán theo hướng từ trên xuống dưới lâu ngày thì nó sẽ bị chảy xệ ra nhé mọi người nhé. Nên em khuyên mọi người là lên tán theo hướng vòng tròn từ trong ra ngoài ạ. Tán đều này, kem đi đến đâu nó che phủ khuyết điểm hoàn toàn đến đấy này. Những ai bị nám này, tàn nhang này, mọi người bị vết thâm sẹo này, mọi người bị mụn li ti nhá. À, mọi người bị mụn li ti thì nó mới che phủ hoàn toàn được nhá. Còn mọi người bị mụn bọc, mụn to thì nó chỉ che phủ phần nào thôi, chứ nó không che phủ hoàn toàn được hết đâu nhá mọi người nhá. Đây ạ, bên mặt này em đã dùng 3 lớp BB Stick rồi ạ. Em đã dùng 3 lớp BB Stick rồi đấy ạ. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Còn bên này thì em mới dùng 2 lớp thôi nhá mọi người nhá. Nhìn da rất là tự nhiên này, không hề bị bánh kem này, không hề bị lộn lem kem nhá mọi người nhá. Nào mọi người đặt hàng, mọi người cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ cộng sản phẩm nhá mọi người nhá, để em chốt hàng nào. Em sẽ công bố kết quả game nha mọi người nhá. Nếu như không còn ai đặt hàng nữa thì em sẽ công bố kết quả game nha mọi người nhá. Đây ạ, đâu nhỉ? Câu trả lời của em là nước không được sạch nha mọi người nhá. Câu trả lời của em là nước không được sạch nha mọi người nhá. Câu trả lời là nước không được sạch ạ. Và em đã nhìn thấy chị Yến Linh trả lời đúng nha mọi người nhá. Em đã nhìn thấy chị Yến Linh trả lời đúng ạ. Em sẽ kiểm tra xem chị đã chia sẻ và làm đủ các bước chưa để được giải thưởng nhá. Còn nếu như chị chưa chia sẻ và chưa làm đủ các bước thì sẽ không được giải thưởng đâu ạ. Đây ạ, câu trả lời là nước không được sạch nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy chị Yến Linh trả lời đúng rồi ạ. Sau đây em sẽ kết thúc like nhá mọi người nhá. Hẹn mọi người ở một like gần nhất mọi người nhá. Giá em hay da em hay dị ứng kem này có phù hợp với loại da không chị? Chị Thảo Lê Thị ơi, nếu như chị dùng kem BB Stick mà chị bị dị ứng thì chị gửi hàng trả lại em nhé chị nhá. Bên công ty em nhận lại hàng nếu như khách hàng dùng bị dị ứng nhé chị nhá. Kem BB Stick này thì hầu như nhá, em bán rất nhiều cho khách rồi, hầu như cũng có một số khách da hay dị ứng nhưng mà người ta dùng kem BB Stick kem BB Stick rất là tốt nhá chị nhá. Hầu như là không, em chưa thấy khách nào phản hồi về BB Stick bị dị ứng đâu ạ.
Nên là nếu như chị đặt hàng, chị cho em xin số điện thoại để em gọi tư vấn thêm nhá, chị Lê, chị Thảo, Lê Thị nhá. Son đánh mịn không ạ? À chị Giang Giang ơi, son râu bên em là son lì, son siêu lì và mịn nhá, son kem nhá chị nhá. Khi chị đặt hàng trực tiếp trên line, chị sẽ được free ship và được tặng thêm một son này. Nào mọi người nhanh tay, đặt hàng đi để em sẽ kết thúc game nhá mọi người nhá. Nè, ở bên ngoài son nó vẫn có tem mã xác thực nha mọi người nhá. Đây ạ. Nên là mọi người khi mọi người nhận hàng, mọi người kiểm tra cái tem này cho em. Nếu như hàng giả mọi người trả hàng là em nha mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay đặt hàng thì chốt cho em luôn đi nào để em kết thúc game nha mọi người nhá. Em sẽ kết thúc like ạ. Chị Thảo, Lê Thị, chị hốt bị dị ứng thì chị inbox cho em để em sẽ tư vấn thêm cho chị nhá, chị Thảo, Lê Thị nhá, chị Lê Thị Thảo nhá. Còn sau đây em sẽ kết thúc game ạ.